những hoàn cảnh khó khăn như người cao tuổi cô đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người lang thang cơ nhỡ. Tất cả những đối tượng này luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm thông qua xây dựng chính sách trợ giúp xã hội trong việc thành lập các cơ sở trợ giúp xã hội. Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, được thành lập năm 2018, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Bảo trợ Xã hội, được thành lập năm 1997, và Trung tâm Công tác Xã hội cũ, được thành lập năm 2013. Hiện tại, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đóng trên địa bàn tổ dân phố Bắc Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tâm thực hiện chức năng nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi. Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, trẻ em bị bỏ rơi, người lang thang cơ nhỡ, và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cho mọi người có nhu cầu tự nguyện vào sống tại trung tâm. Đối với Trung tâm Công tác Xã hội đã chuẩn bị chú đáo và đảm bảo mọi điều kiện để các đối tượng được thụ hưởng một cách tốt nhất chế độ của Đảng và Nhà nước, với phương châm là không ai bị bỏ lại phía sau. Đối với công tác chăm sóc sức khỏe cũng như dinh dưỡng, cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tinh thần là được tổ chức một cách trang trọng, và các đối tượng ở đây cảm thấy là rất là vui tươi. Tổng số đối tượng nuôi dưỡng tại trung tâm 122 người, trong đó có 35 người cao tuổi, 55 người khuyết tật, 5 đối tượng lang thang không xác định được thân nhân nơi cư trú, 15 trẻ em, 12 người diện tự nguyện, và trong đó có đến 53 người cao tuổi, người khuyết tật không tự phục vụ được bản thân, phải cần người chăm sóc, trợ giúp. Ngoài ra, trung tâm thực hiện cung cấp dịch vụ can thiệp, hỗ trợ chăm sóc thường xuyên cho 15 trẻ em mắc hội chứng tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ. Đối tượng bảo trợ được chăm sóc chu đáo, chế độ dinh dưỡng đầy đủ theo quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, bộ phận y tế thăm khám, theo dõi sức khỏe đối tượng 24/24 giờ. Ngoài ra, trung tâm phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng. Hàng năm, trung tâm tổ chức các đợt đưa đối tượng đi phục hồi chức năng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. Nhờ sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh, trung tâm từng bước được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng, như phòng xem TV, phòng tập phục hồi chức năng với hệ thống máy tập đa năng, khu vực luyện tập thể thao, khu vực vui chơi cho trẻ em. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe và phục hồi thể chất tinh thần cho đối tượng. Tôi sống đấy được 10 năm rồi. Em cảm thấy là đời sống ở đây là các cô, các chú, cán bộ phục vụ là rất là tận tình, chú đáo. Mà nơi ở thì sạch sẽ, khang trang. Chúng tôi cảm thấy như cả nhà đây là như nhà của chúng tôi. Được chứng kiến cuộc sống tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh, được trò chuyện với những số phận thiệt thòi đang được chăm sóc tại đây, chúng tôi mới thấy rõ được ý nghĩa thiết thực mà trung tâm đã và đang mang lại cho công tác bảo trợ xã hội, giúp đỡ những người yếu thế vượt qua những rào cản của cuộc sống, để họ từng bước xóa bỏ mặc cảm, tự ti, hòa nhập với cộng đồng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song bằng tình thương, trách nhiệm của những người làm công tác xã hội, viên chức, người lao động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh đã mang yêu thương, sưởi ấm cho rất nhiều phận đời kém may mắn. Hàng ngày là chúng tôi thường xuyên là kiểm tra thăm khám cho các đối tượng thuộc của Trung tâm Công tác Xã hội, luôn coi các đối tượng như người thân trong gia đình, luôn tận tụy thăm khám và giúp đỡ trong cái lúc ốm đau và bệnh tật, để mong muốn là nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng cao cái sức khỏe cho các đối tượng. Bên cạnh công tác tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác Xã hội thực hiện cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cho mọi người có nhu cầu,
như dịch vụ cho người cao tuổi, người khuyết tật tự nguyện vào sống tại trung tâm, dịch vụ can thiệp, hỗ trợ chăm sóc cho trẻ mắc hội chứng tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, đồng thời thực hiện tốt công tác cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trợ giúp các đối tượng yếu thế tại cộng đồng, các hoạt động phát triển cộng đồng. Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội đang trực tiếp sinh sống tại trung tâm an toàn, chu đáo và chất lượng, cung cấp các dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng đảm bảo về chất lượng và đáp ứng yêu cầu đặt ra để thực sự là công tác xã hội là hạnh phúc của mọi nhà. Vượt qua những áp lực vất vả của công việc, viên chức, người lao động gắn bó với nhiệm vụ ở đây vẫn tạo ra niềm vui từ những người mình chăm sóc, góp phần làm đẹp cho mái nhà chung tràn chứa yêu thương. Giờ đây, đến với ngôi nhà chung này, nhiều người có được cảm giác bình yên, yêu thương. Ở đó, các em mồ côi, khuyết tật được sống bình đẳng, lạc quan yêu đời. Người lớn tuổi được sống vui, sống khỏe hơn. Hy vọng rằng với thông điệp, trung tâm là nhà, đối tượng bảo trợ là người thân, kết nối yêu thương, chung tay vì cộng đồng, trợ giúp cho người yếu thế có được cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.